Châu giả vờ bị bể nợ xem phản ứng của người yêu và cái kết. Dạ anh biết rồi, đợi khi nào có anh gửi anh nha. Dạ. Hả? Mượn bao nhiêu? Chắc khoảng 500 á. Sao anh lấy tiền không hỏi em mà đi mượn bạn vậy? Để em chuyển cho anh 1 triệu. 500 triệu lận. Anh đi đầu tư với bạn, nhưng lỡ bị người ta lừa. Em dặn anh phải cẩn thận rồi mà sao anh không nghe? Mà bây giờ lỡ rồi, anh biết làm sao giờ? Rồi bây giờ thì nói đi đám cưới, rồi có nhà, có xe nữa. Bực anh ghê á. Anh bán lại mấy cái nhẫn này đi. Để em đi thanh lý túi. Anh cảm ơn nha. Cảm ơn cái gì? Có một khổ thì mình cũng phải trải qua một nhân chứ. Ừ. Hello, hello, nhìn em xài kỹ đi. Nani? Smoke weed every day.